Ngày trước, ở một vương quốc kia, có một nàng công chúa xinh đẹp bị nguyền rủa. Nàng bị giam giữ trong tòa lâu đài bởi một bà lão bí hiểm và một con yêu tinh hung dữ. Tin tức nhanh chóng được lan truyền khắp nơi. Một ngày, nó truyền tới một ngôi làng kia, khiến dân chúng cả vùng xôn xao. Sao? Nàng công chúa bị nguyền rủa, người đang bị giam trong lâu đài sao? Phải, nghe nói nếu chàng trai nào có thể tới đó và vượt qua ba thử thách của bà lão, anh ta sẽ cứu được nàng công chúa xinh đẹp, lấy nàng và trở thành chủ nhân của tòa lâu đài. Nhưng nếu không thể thực hiện được, anh ta sẽ phải nhận lấy tài nguyên ngập đầu. Ba thử thách rất khó khăn, tất cả những chàng trai đến đó đều đã tin không quay đó trở về. Đã đến tay một chàng trai tên là Jack. Jack cùng với cha và em trai Kai sống cùng nhau trong một căn nhà nhỏ. Trong khi Kai chăm chỉ, nhân hậu, thường hay giúp đỡ cha, thì Jack thông minh hơn nhưng lại rất lười biếng và độc ác. Jack, con hãy lại đây và giúp chúng ta một tay nào. Anh à, nếu làm việc chăm chỉ, anh sẽ thấy vui vẻ hơn đó. Thôi mà cha, những việc tầm thường này thì cần gì tới con chứ. Cứ để cho Kai giúp cha là được rồi. Còn con sẽ ra ngoài chơi một lúc cho khuây khỏa. Biết được tin tức về công chúa bị nguyền rủa, Jack vô cùng hấn hở. Tuyệt lắm, nhất định ta sẽ là người cứu được công chúa, lấy nàng và lên làm vua. Cuộc sống của ta sẽ ngập tràn trong vàng bạc và quyền lực. Trở về nhà, Jack kể lại mọi chuyện mình đã nghe được, xin cha cho mình lên đường tới lâu đài đó để cứu công chúa. Người cha tin tưởng, tặng cho Jack con ngựa và thanh kiếm duy nhất trong nhà để chàng ta lên đường. Trên đường đi, với trái tim độc ác, Jack sẵn sàng tấn công, phá hủy tất cả những thứ gì làm cho anh ta cảm thấy khó chịu. Tới một hàng sóc bên đường, Jack tỏ ra khó chịu khi thấy hàng sóc lù lù giữa đường và những chú sóc nhỏ thi nhau tha đồ ăn về trong hang. Jack lập tức vung kiếm lên, chém sập hang sóc, khiến cho những con sóc hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Tới một bờ sông, Jack quyết định nghỉ chân uống nước. Hắn thấy một đàn ngỗng bơi tới gần. Chúng có vẻ rất đói và kêu lên những tiếng xin ăn. Chẳng những không cho chút gì, Jack còn ném đá xua đuổi đàn ngỗng chạy tan tác. Đáng đời các người lắm. Ta còn đang uống nước mà các người dám tới xin ăn à? Và khi đi ngang qua khu rừng, Jack thấy một tổ chim trên cây. Gia đình chúng đang vui vẻ bên một quả trứng mới sinh. Vô tình một nhánh cây nhỏ trên tổ chim rơi trúng đầu Jack, khiến cho hắn tức tối. Lũ chim đáng nguyền rủa, các người cũng dám quấy rầy ta nữa sao? Jack dùng kiếm chọc cho tổ chim rơi từ trên cây xuống, khiến gia đình nhà chim náo loạn. May mắn là quả trứng cùng với tổ chim rơi xuống bãi cỏ không bị xây xát gì. Đôi chim rất tức giận, tấn công khiến Jack tối tăm mặt mũi. Hắn phải bỏ chạy ngay sau đó. Cuối cùng, Jack cũng đã tới được lâu đài của công chúa bị nguyền rủa. Hắn thô lỗ đập cửa thật mạnh và quát lớn. Này, những kẻ đang trong coi lâu đài kia, hãy mở cửa cho ta ngay lập tức, đừng bắt ta phải đợi. Nếu không, ta sẽ đập cửa thật đấy. Khi cánh cửa từ từ mở ra, một bà lão rất xấu xí đã xuất hiện tiếp đón Jack. Xin chào chàng trai trẻ, ta là người cai quản nơi này. Người tới đây có việc gì thế? Bà già, bà bị điếc à? Ta đã chờ ở đây rất lâu rồi. Tên ta là Jay, ta tới đây để cứu công chúa và trở thành đức vua. Ồ, tất nhiên rồi. Nhưng trước hết, ngươi phải vượt qua ba lần thử thách của ta đã. Thử thách cái gì? Thử thách ta ấy hả? Ta chẳng sợ cái gì hết. Vậy thì ngươi, hãy mau mau ra đề thi đi. Jack theo bà lão vào lâu đài, cánh cửa nhanh chóng đóng sập lại. Và anh ta đã không thực hiện được bất kỳ thử thách nào, cũng không thể trở về nhà được nữa. Sau nhiều ngày chờ đợi không thấy Jack trở về, người cha rất lo lắng bàn chuyện này với Kai. Thưa cha, con muốn đến tòa lâu đài đó để thử sức và tìm kiếm tung tích của anh Jack. Mong cha cho phép ạ. Trời ơi, con đừng đi. Nơi đó nguy hiểm lắm. Đến anh trai của con cũng không trở về, ta không muốn mất nốt thêm một đứa con trai còn lại đâu. Xin cha hãy yên lòng đi, nhất định con sẽ tìm được anh con và bình an trở về mà.
ơi, nhưng ta không còn con ngựa và thanh kiếm nào để trao cho con nữa. Không sao đâu cha, con chỉ muốn xin một chiếc bánh mì này thôi ạ. Vậy là với chiếc bánh mì ít ỏi mang theo người, Kai vui vẻ từ biệt cha và lên đường. Dọc đường, Kai thấy một hang sóc bên đường đã bị ai đó phá sập. Những chú sóc nhỏ đang cùng nhau cố gắng xây lại cái hang mới. Không biết kẻ nào đã dững tâm như vậy chứ. Tội nghiệp những chú sóc bé nhỏ, để ta giúp các ngươi một tay nha. Kai tốt bụng dừng lại giúp đàn sóc một tay. Chàng đắp đất đá làm lại một hang sóc mới thật đẹp và chắc chắn cho chúng. Rất nhanh sau đó, công việc đã hoàn thành. Những chú sóc rất vui mừng tỏ ý cảm ơn Kai. Không có gì đâu, các bạn sóc đừng bận tâm, hãy sống vui vẻ nha, ta đi đây. Đến dòng sông, Kai cũng dừng chân uống nước. Đàn ngỗng gần đó lại bơi tới, kêu lên vài tiếng xin ăn. Tội nghiệp, chắc là các ngươi đói lắm rồi. Ta có ít bánh mì đây, hãy ăn đi cho đỡ đói. Thương tình, Kai xé nhỏ miếng bánh mì ném xuống cho chúng. Đàn ngỗng ăn ngon lành, chúng tỏ ra vui mừng và kêu lên những tiếng biết ơn chàng. Đi tiếp đến khu rừng, Kai lại thấy một tổ chim với quả trứng đang nằm dưới bãi cỏ. Đôi chim đang lúng túng, chưa biết làm cách nào để mang nó trở lại trên cành cây. Kai nhân hậu, bèn giúp chúng đặt tổ chim cùng quả trứng trở lại trên cây như cũ. Gia đình nhà chim vui mừng kêu lên những tiếng biết ơn chàng. Kai vui vẻ từ biệt chúng, đi về phía lâu đài. Khi đến nơi, Kai nhã nhặn gõ cửa và kiên nhẫn chờ đợi. Bà lão xấu xí kia cũng xuất hiện chào đón và hỏi chàng. Chàng trai, cậu là ai? Đến đây có việc gì không? Tôi là Kai, tới đây để thử sức và tìm anh trai của mình. Bà có biết anh trai của tôi đang ở đâu hay không? Vậy thì trước hết, cậu phải vượt qua ba thử thách của ta đã. Vâng, xin bà cứ ra đề đi ạ. Đầu tiên, bà lão dẫn Kai ra vườn. Bà ta lấy một vốc hạt hướng dương ném lên cao. Những cơn gió nhanh chóng thổi bay chúng tán loạn khắp nơi. Nhiệm vụ của cậu là trong một giờ phải nhặt được tất cả chúng và cho vào cái túi này cho ta. Nhưng phải nhớ, một giờ sau ta sẽ trở lại. Thử thách có vẻ khó khăn, nhưng nếu cố gắng, ta nghĩ ta có thể dọn sạch được chúng. Kai bắt tay vào việc. Chàng cố gắng nhặt từng hạt hướng dương bỏ vào túi, nhưng chẳng ăn thua gì. Khi Kai đang buồn rầu thì đàn sóc mà Kai giúp đỡ đã xuất hiện. Đàn sóc biết ơn Kai, vì thế chúng đã giúp chàng nhặt hết số hạt hướng dương rơi vãi trong vườn. Ôi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn sóc tốt bụng, thế là cái túi của ta lại đầy hạt hướng dương được rồi. Khi bà lão quay trở lại, bà cảm thấy rất ngạc nhiên vì số hướng dương mà Kai nhặt được đã chứa đầy cả túi. Tốt lắm chàng trai, ta không ngờ đấy. Cậu đã vượt qua thử thách đầu tiên, giờ sẽ là thử thách thứ hai đây. Bà lão dẫn Kai tới bờ sông và đem những chiếc nhẫn của mình ném hết xuống dòng sông. Đó là 12 chiếc nhẫn của ta. Nhiệm vụ của cậu là phải tìm đủ chúng trong vòng một giờ. Kai bắt đầu mò mẫm tìm kiếm dưới nước, nhưng dòng nước vừa lạnh vừa sâu, chàng không thể thấy tung tích bất kỳ chiếc nhẫn nào. Đến khi Kai cảm thấy thất vọng vì thử thách quá khó khăn, thì đàn ngỗng mà chàng giúp đỡ đã xuất hiện. Chúng nhớ ơn chàng đã chia bánh cho chúng. Vì thế đàn ngỗng đã cùng nhau tìm đủ 12 chiếc nhẫn dưới sông giúp cho chàng. Cảm ơn các cậu. Những chú ngỗng xinh đẹp, giờ thì ta đã có đủ 12 chiếc nhẫn để nộp cho bà ta rồi. Kai đem những chiếc nhẫn trở về đưa cho bà lão, khiến bà ta vô cùng sửng sốt. Cái gì? Đủ cả 12 chiếc nhẫn? Không thiếu một cái nào hết. Kai, cậu đã vượt qua được 2 thử thách đầu tiên, một điều chưa từng xảy ra trước đây. Tốt lắm, đây là chiếc nhẫn của cậu, hãy giữ lấy nó. Nếu cậu có thể vượt qua được thử thách thứ 3 của ta,
thì hãy trao nó cho công chúa. Nào, bây giờ hãy theo ta vào trong lâu đài. Hãy đi theo ta. Khi đi ngang qua đại sảnh và hành lang, Cài thấy rất nhiều những bức tượng đá được xếp hàng dài từ cửa lâu đài cho đến tận bên trong, khiến chàng thấy hoang mang. Không khí này thật là kỳ dị. Những bức tượng đá đó trông sống động y như người thật. Ơi! Bà lão bí hiểm kia dẫn Cai tới một căn phòng rộng rãi nhưng tối tăm và âm u, cảm giác rất đáng sợ. Trong căn phòng đó, Cai chợt thấy một bức tượng đá giống hệt của Jack và hiểu ra mọi chuyện. Trời ơi, Jack, đúng là anh rồi. Vậy là những bức tượng đá này đều là người thật bị phù phép biến thành. Jack đừng lo, nhất định em sẽ giải thoát cho anh. Sau đó, bà lão đưa Cai đến trước ba cánh cửa đóng kín trong phòng. Mỗi cánh cửa đều có một cánh tay thò ra, dường như là một cánh tay yêu tinh, một cánh tay xấu xí và một cánh tay xinh đẹp. Cánh cửa nào mới đúng đây? Có phải là cánh cửa có cánh tay xinh đẹp kia không? Đằng sau mỗi cánh cửa đều có người. Ngươi chỉ được phép chọn một lần thôi. Hãy cho ta biết đâu mới là công chúa. Nếu như đúng, nàng sẽ được tự do. Còn nếu sai, thì ngươi sẽ phải chịu tai ương đó. Khi Cai còn đang lúng túng, chưa biết chọn cánh cửa nào, lúc đó hai chú chim được chàng giúp đỡ đã bay qua cửa sổ vào phòng. Chúng bay xung quanh bà lão khiến bà ta hốt hoảng. Chiếc khăn trùm đầu tuột xuống để lộ ra mái tóc vàng đẹp tuyệt. Cai nhanh chóng hiểu ra tất cả sự việc. Ta đoán ra rồi. Sau ba cánh cửa kia không có công chúa nào cả. Bà lão, bà mới chính là nàng công chúa thực sự. Lập tức ba cánh cửa bật mở, phía sau chỉ có một con yêu tinh và hai con bù nhìn. Không có nàng công chúa nào trong số đó cả. Vì thế các chàng trai dù có chọn cánh cửa nào thì cũng không đúng và bị yêu tinh quá thành đá. Điều kỳ diệu đã xảy ra, bà lão xấu xí kia biến thành một nàng công chúa xinh đẹp. Ta là công chúa Madida vì trúng lời nguyền độc ác và biến thành một bà lão xấu xí. Ta buộc phải cùng với con yêu tinh cai quản lâu đài này rồi đưa ra những thách thức cho các chàng trai. Chỉ đến khi chàng trai nào vượt qua tất cả thử thách, nhận ra công chúa thực sự thì ta mới trở lại hình dạng cũ. Và Cai, chàng đã thực hiện được điều đó, cứu được ta khỏi lời nguyền rồi. Cai rất vui mừng, đeo chiếc nhẫn lên tay của công chúa Madida. Lời nguyền đã bị hóa giải. Con yêu tinh vội vã bay đi khỏi lâu đài sau đó. Những chàng trai bị biến thành tượng đá đều được trở lại thành người, trong đó có cả Jack. Hai anh em rất vui mừng được gặp lại nhau. Anh Jack, anh đã trở lại rồi, tuyệt quá. Cai kể lại mọi chuyện cho Jack. Trên đường tới đây, mình đã cứu giúp các loài vật và được chúng báo đáp ra sao. Cảm ơn em trai, em đã cứu anh. Anh đã quá độc ác và ích kỷ với tất cả mọi người và các loài vật. Từ giờ, anh hứa sẽ thay đổi chính mình. Quả thật, Jack đã có một bài học cho mình. Sau này, anh ta giúp đỡ cha, chăm chỉ làm ăn và ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Còn Cai và nàng công chúa Madida xinh đẹp thành hôn. Họ cai quản vùng đất ấy trong sự chúc mừng của mọi người. Ngày xưa, ở vương quốc nọ, có một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần tên là Aurora. Aurora được vua cha hết mực yêu thương, dạy nàng bắn cung, cưỡi ngựa, đấu kiếm, với hy vọng khi nàng lớn lên sẽ trở thành một người kế vị nhân hậu và bản lĩnh. Nhưng tiếc thay, Aurora càng lớn lại càng trở nên lười biếng. Nàng sai bảo người hầu mọi việc. Nàng đặc biệt thích ngủ, thường xuyên đến muộn hoặc vắng mặt các buổi lễ quan trọng của vương quốc chỉ vì mê ngủ. Một ngày nọ, Aurora đang ngồi trên kiệu để đến đền thờ nữ thần Thera tham dự nghi thức tế thần quan trọng vào đầu mùa xuân, thì chợt nhìn thấy một ánh sáng kỳ diệu bừng lên ở ngôi nhà phía xa. Aurora vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy ngôi nhà kỳ bí đó, và nàng cũng chẳng muốn đến buổi lễ nhàm chán nên liền nghĩ cách để trốn đi
mà không bị đám lính canh làm phiền. Dương Kiều, Dương Kiều, các ngươi mau về cung điện lấy cho ta chiếc cài tóc hình hoa tuyết. Không có nó, ta sẽ không đi đến buổi lễ. Mau trở về lấy đi, ta sẽ đứng ở đây đợi. Đám lính vội vàng quay trở về hoàng cung, còn Aurora thì nhanh chóng đi theo ánh sáng đang phát ra, rồi dừng chân trước một ngôi nhà nhỏ. Chào công chúa Aurora đáng kính, ta đã đợi nàng từ rất lâu rồi. Ta xin được phép tự giới thiệu, ta là Miam, phù thủy quyền năng, người có được quả cầu ước muốn. Và quả cầu này nói rằng nàng luôn mong muốn được ngủ thoải mái, không bị ai đánh thức hết. Có đúng không? Ta sẽ giúp cho nàng biến mong muốn đó trở thành sự thật. Nàng sẽ được ngủ thỏa thích. Và khi nào muốn tỉnh dậy, nàng chỉ cần gọi tên ta 3 lần là được. Càng giúp được nhiều người thực hiện được mong muốn của mình, quả cầu này sẽ càng có thêm sức mạnh. Nào Aurora, nàng đã sẵn sàng chưa? Được ngủ thỏa thích, thật tuyệt làm sao. Được, thế quả cầu này kỳ diệu đến vậy, sao ta lại không đồng ý được chứ? Nào, hãy chạm tay vào quả cầu và nghĩ đến ước muốn của mình đi Aurora. Và thế là Aurora đã bị một phù thủy lừa nhốt vào thế giới giấc ngủ mà không hề biết rằng bụ ta là một kẻ độc ác, chuyên ăn cắp thời gian của mọi người để bản thân có thể trở nên trẻ đẹp hơn. Hương vị của sự trẻ đẹp mới tuyệt làm sao. Và nếu như ngươi cứ ngủ mãi thì tuổi thọ của ngươi, nhan sắc của ngươi sẽ vĩnh viễn thuộc về ta thôi. Nơi này trông vắng vẻ như vậy mà là ước muốn của ta sao? Miam, 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 sao mụ ta lại không xuất hiện? Không lẽ mụ ta lừa dối ta sao? Nhưng thôi, cứ hãy ngủ rồi tính sao. Hây da, hây da, cố lên nào. Có người ở đây sao? Aurora vội chạy khắp nơi tìm kiếm và dừng chân trước một ngọn núi cao vô tận. Có những bậc thang cách nhau cả sải tay, vô cùng nguy hiểm. Nè anh kia, anh đang làm gì vậy? Xin chào cô gái. Cô là ai vậy chứ? Anh không sao chứ? Không sao, ta đã quen rồi. Cô cũng bị mụ phù thủy Miam độc ác lừa vào thế giới giấc ngủ này sao? Ơi, thật đúng là tội nghiệp. Nhưng mà không sao đâu. Chỉ cần vượt qua ngọn núi này, chúng ta sẽ tới được cánh cổng của thế giới giấc ngủ, nơi có quả cầu ma thuật đó. Chúng ta sẽ đập tan nó và rời khỏi đây. Ta phải leo lên ngọn núi, chẳng nhìn thấy được đỉnh kia. Thế thì mệt lắm. Ở đây cũng tốt mà, vừa không phải mất sức, vừa được ngủ thỏa thích nữa chứ. Chẳng phải làm gì hết, như vậy không tốt sao? Trời ạ, cô có biết chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta hay không? Hãy nhìn thử đi. Ôi không, vua cha, mẫu hậu. Khi bị lạc vào đây, người thân của chúng ta sẽ vô cùng đau đớn đi tìm. Miam sẽ luôn cho chúng ta thấy sự đau khổ của họ,
để ta thêm dằn vặt buồn bã. Và như vậy mụ ta sẽ càng dễ dàng hấp thụ sức mạnh nhanh hơn nữa đó. Hãy đi theo ta đi, ta cho cô xem điều này. Cô hãy nhìn đi, khi họ lạc vào thế giới này đều là những chàng trai cô gái trẻ trung như chúng ta vậy đó. Nhưng mà vì ý chí thoát khỏi đây bị ăn mòn nên là nhan sắc và tuổi thọ của họ đã bị Mi Anh hút hết rồi. Nếu cứ mãi trì hoãn và hưởng thụ giấc ngủ ma mị này, chúng ta cũng sẽ như họ mà thôi. Trời ơi, đó là sự thật ư? Ta đang dần già đi rồi nè. Mau, để ta thoát khỏi đây, cầu xin người. Được thôi, chúng ta hãy cùng nhau vượt qua ngọn núi kia, đặt chân đến cánh cổng của thế giới này. Trên đường, họ gặp một cụ già đang chống gậy, gương mặt mệt mỏi ngã quỳ bên đường. Aurora và Philip liền nhanh chóng giúp đỡ bà cụ ngồi dậy. Cảm kích trước sự tốt bụng của hai người, cụ già tặng cho hai người một con dao và một sợi dây. Hãy cố gắng phá vỡ thế giới giấc ngủ này. Ta không còn đủ sức để thoát khỏi được đây. Cho nên, tất cả đều nhờ vào cả hai người. Chúng ta bắt đầu thôi nào. Thật không ngờ là thể lực của cô cũng khá đó chứ. Ta được vua cha dạy võ thuật từ nhỏ, chưa có ngọn núi nào ở vương quốc ta là ta chưa chinh phục được hết. Nhưng ta càng lười nhác, không chịu học võ thuật nên sức khỏe có chút yếu đuối. Phải chi cố gắng chăm chỉ hơn một chút, ta đã không bị mụ Miam đó lừa rồi. Vậy thì mụ ta đã lừa cô điều gì vậy chứ? Mụ ta nói ta sẽ được ngủ thỏa thích, và chỉ cần gọi tên mụ ta 3 lần là tỉnh dậy. Ai ngờ. Không sao, ta cũng bị mụ ta lừa mà. Mụ ta luôn giả vờ thỏa mãn mọi ước muốn không chính đáng của con người để lấy họ vào nơi đây. Thật là nguy hiểm mà. Mụ ta đúng thật là một con người độc ác, dễ sợ nữa. Chỉ tại ta quá lười biếng, ta đã phụ lòng của vua cha. Không sao đâu, cô đang thay đổi tốt hơn rồi mà. Bây giờ cô hãy thử nhìn xuống chặng đường mà cô đã vượt qua đi. Nhìn xem, chúng ta đã sắp đến đích rồi kìa. Bỗng một loạt những viên đá nhỏ từ trên đỉnh núi rơi xuống, khiến cả hai trở tay không kịp. Aurora suýt thì trượt chân ngã. Nắm lấy này Aurora. Cứu ta với. Mình không được bỏ cuộc, sắp tới đích rồi. Sau bao nỗ lực thì cả hai cũng đã đặt chân lên đỉnh núi, nơi quả cầu phép thuật đang tỏa ra ánh sáng kỳ diệu. Chúng ta đã làm được, quả cầu phép thuật đã ở đây rồi. Do cảm nhận được có kẻ sắp chạm tay vào quả cầu mong ước nên một phù thủy tức tốc biến hóa vào thế giới giấc mơ và nhanh chóng ngăn cản kế hoạch của hai người. Các ngươi ăn mừng hơi sớm rồi đó. Ngươi nghĩ mình là ai mà dám làm như vậy chứ? Hãy xem ta đây. Công chúa lười biếng, ngươi thì làm được gì? Hãy ở lại thế giới giấc ngủ này, ngươi chỉ cần nghỉ ngơi, không phải làm bất cứ việc gì hết. Sẽ không có ai gọi ngươi dậy để học tập hay luyện kiếm. Đúng là một thế giới nhàn hạ biết bao. Ngươi hãy ở lại đây đi. Ta sẽ không, chỉ cần ngủ thôi. Aurora, hãy tỉnh lại đi, đừng để mụ ta mê hoặc. Aurora rối bời, ôm đầu đau đớn. Tiếng gọi của Philip như khiến nàng bừng tỉnh. Những hình ảnh thổi thơ ấu cứ thể hiện ra trong tâm trí nàng.
ta phải làm thế nào? Một phù thủy tranh thủ lúc Aurora đang vật lộn đau đớn, vội vàng hút lấy tuổi thọ của Aurora, khiến cô nhanh chóng trở nên già nua. Không, không được, con nhất định sẽ không để cho hai người phải thất vọng đâu. Những ký ức tuổi thơ khiến cô nhớ lại hình ảnh của chính bản thân mình ngày trước, vô cùng mạnh mẽ và luôn nỗ lực. Không ai được đánh cắp bất cứ thứ gì từ ta. Nếu ta không cho phép, ta sẽ phá vỡ thế giới này của mụ. Miam, hãy nhận lấy. Nhà ngươi. Philip, anh không sao chứ? Ta không sao đâu. Cô đã chiến thắng được mụ phù thủy rồi. Thật ngoạn mục đó. Đúng vậy. Giờ thì thế giới giấc ngủ mau biến đi. Sau khi Aurora tỉnh dậy, nàng vội vàng trở về cung điện để diện kiến với cha mẹ cũng như sửa chữa lỗi lầm. Con xin lỗi hai người. Con đã phụ lòng của hai người. Từ giờ con sẽ thay đổi để trở thành một người kế vị xứng đáng. Từ đó trở đi, Aurora chăm luyện kiếm, bắn cung, đọc sách. Nàng còn thường xuyên cải trang thành dân thường để ra khỏi cung điện thăm thú và giúp đỡ người dân. Philip, là anh phải không? Đúng vậy đó Aurora, không ngờ là có thể được gặp lại cô đó. Về sau Aurora lên ngôi nữ hoàng trị vì Dương quốc, còn Philip trở thành tướng quân, cánh tay phải đắc lực của Aurora. Fairy Tales.